cho anh em một chiếc xe Innova đời 2020, thật ra mới chạy được có 20 ngàn thôi. Đó, anh em nào đang mua xe mới mà đang còn lấn cấn về tài chính thì Sơn nghĩ đây là một cái sự lựa chọn nó cũng khá hợp lý, và tài chính thì nó cũng sẽ đỡ hơn đồng khúc á. Xe tình trạng cũng giống y chang như xe mới vậy thôi, đâu khác gì đâu. Đó, xe này thì bên Sơn đang chào bán là 700, 700 mới chạy được 20.000 km thôi. Xe này giá 700 thì giá chào vậy thôi, chứ còn anh em khi mà kết rồi thì chúng ta có thể là liên hệ để mà chúng ta có một cái giá tốt hơn. Xe này thì bên Sơn sẽ hỗ trợ khoảng tầm 70%, 70 đến 75% thì cái xe này anh em chỉ cần đưa trước khoảng tầm 180 200 là mình nhận xe rồi và mình về mình kinh doanh được ngay thôi. Đó, một chiếc xe 8 chỗ cực kỳ rộng rãi và đẹp. Anh em mà quan tâm, đang quan tâm xe mới thì mà tài chính đang còn eo hẹp thì cứ liên hệ với số này nhé.